Con xin chúc tụng lời của Ngài ở trong Một Sử Ký chương thứ 2. Câu 1. Con trai của Israel là Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Naphtali, Gad và Aser. Dòng dõi của các tổ phụ bắt đầu với Abraham và được truyền lại cho Isaac chứ không phải là Ismael. Rồi đến Jacob, Israel chứ không phải là Esau. Thế mà với con cái Israel, tất cả những người con trai đều được chọn để làm người thừa kế giao ước, cho nên đó là một yếu tố hé mở chúng ta hiểu sao lại gọi là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob. 12 người con trai của Israel này thực sự đã trở thành 13 chi phái của Israel, bởi vì hai chi phái đến từ Joseph, đó là Manasseh và Ephraim. Theo thứ tự tên, theo Sáng Thế Ký, chương 35 có 23-26 thì chép rằng: Và Jacob có được 12 con trai. Con của Lea là Ruben, trưởng nam của Jacob, kế nữa là Simeon, Levi, Judah, Issachar và Zabulon. Con của Rachel là Joseph và Benjamin. Con của Bila, đòi của Rachel là Dan và Naphtali. Và con của Sinba, đòi của Lea là Gad và Aser. Ấy đó là các con trai của Jacob sanh tại xứ Phadan Aram. Với một ngoại lệ, Dan được cho là sau Benjamin và không có lý do thuyết phục nào được đưa ra cho sự thay đổi này. Xem đoạn xuất Ê-díp-tô ký chương 1 câu 2 đến câu 4. Ruben, Simeon, Levi và Judah, Issachar, Zabulon và Benjamin, Dan, Naphtali, Gad và Aser. Hết thảy những người bởi Jacob sanh ra được 70 người, Joseph đã ở tại xứ Ê-díp-tô. Một trật tự khác được sử dụng ở trong những trường sau. Câu 3 đến câu 12. Con trai của Judah là Er, Onan và Zela. Ba người này Judah sanh ra bởi con gái Sua, người Canaan. Er, con cả của Judah, làm sự dữ trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Ngài giết nó đi. Thama là dâu của Judah sanh cho người Phê-rết và Sê-rách, hai người con trai của Judah. Tổng cộng các con trai của Judah được 5 người. Con trai của Phê-rết là Hê-rôn và Ha-mun. Con trai của Sê-rách là Simri, Ê-than, Hê-man, Canh-côn và Đa-ra, cộng là 5 người. Con trai của Cạt-mi là A-ca, mà trong Giô-suê chương 7 câu 1 thì gọi là A-can, tức là kẻ làm rối loạn trong Israel phạm đến vật nghiêm cấm. Con trai của Ê-than là A-sa-ri-a. Con trai của Hê-rôn sanh ra là Zê-rác-mê-ên, Ram và Kê-lu-bai. Ram sanh ra Aminadab. Aminadab sanh Nahason làm quan trưởng của người Judah. Nahason sanh Sanh-ma. Sanh-ma sanh Bo-ô. Bo sanh Obed. Obed sanh Isai. Đây là 12 người con trai của Israel và 13 chi phái từ 12 người con trai đó. Tuy nhiên, bộ tộc Judah đã nhận được sự chú ý đầu tiên từ biên niên sử, gọi là Sử Ký. Judah đứng đầu gia phả bộ tộc và được đối xử rộng rãi hơn bất kỳ bộ tộc nào khác. Lý do cho sự nổi bật đặc biệt này được tìm thấy ở trong vị trí trung tâm của dòng David. Xem trong Sử Ký thứ nhất, chương 2, câu 10-17, chương 3, câu 1-24. Nhưng trong khi Sử Ký của chúng ta liệt kê tất cả 12 người con trai của Jacob Israel, thì sự chú ý của tác giả nhanh chóng tập trung vào Judah. Ở trong Một Sử Ký chương 2, câu 3 là chú ý đến ngay chi phái Judah. Phần mô tả về bộ tộc của họ chiếm 2 chương rưỡi tiếp theo. Câu 3b, Er, con cả của Judah, làm sự dữ trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Ngài giết nó đi. Danh sách dòng dõi Judah này cũng bao gồm những người có lời chứng sống đen tối hơn, bao gồm là Er và Onan, Thama và Aka ở trong câu 7, còn được gọi là Akan ở trong Giô-suê chương 7 câu 24-26, chép rằng: Bây giờ Giô-suê và cả Israel bắt Akan, con cháu Sê-rách, cùng lấy bạc, áo choàng, nén vàng, con trai, con gái của người, bò, lừa, chiên, trại và mọi vật chi thuộc về người mà dẫn đến trong chúng Ako. Giô-suê nói: Sao ngươi có khuấy rối chúng ta? Đức Giê-hô-va chắc sẽ khuấy rối ngươi ngày nay. Rồi cả Israel ném đá người, họ thiêu các người ấy trong lửa và lấy đá lấp chúng nó lại. Kế ấy, chúng chất trên thay người một đống đá lớn hay còn cho đến ngày nay. Đức Giê-hô-va bèn nguôi cơn thành nộ Ngài, bởi cơ đó người ta gọi chỗ này là A-cô, tức là trũng A-cô, có nghĩa là trũng khuấy rối cho đến ngày nay. A-can cũng phạm tội bất trung, một thuật ngữ quan trọng ở trong Sử Ký. Chữ này mang sắc thái, nó có nghĩa là tước đoạt quyền lợi của Chúa và là lời giải thích thường hay được sử dụng cho thảm họa về cuộc lưu đày, là một trong những đặc tính về tội của dân Israel, về bất trung. Câu 13-17, Isai sanh con đầu lòng là Eliab, con thứ nhì là Abinadab, thứ ba là Simea, thứ tư là Nathanael, thứ năm là Radai, thứ sáu là Osem, thứ bảy là David. Còn Serusa và Abikain là chị em của những người ấy. Serusa có ba con là Abisai, Joab và Asael. Abikain sanh Amasa, cha của Amasa là Jethe, người Ismael. Ở đây chúng ta để ý này, tức là hai người chị của David ấy, bởi vì nếu mà David là con thứ bảy là út ấy, thì có nghĩa là những người anh em trai kia của David theo như phân tích đó là đều là cùng cha thôi, nhưng mà còn đối với hai người chị gái này đây là cùng mẹ. Phần gia phả này đề cập đến dòng dõi của Judah với David, người sáng lập ra triều đại David cai trị Israel và Judah. Abisai, Joab và Asen và Amasa
gia phổ của bốn chiến binh này nổi tiếng ở dưới thời của người chú David. Nghĩa là David là em trai của hai người mẹ của họ là Serusa và Abigail. 2 Samuel chương 2 câu 18-19, ở đó có ba con trai của Serusa là Joab, Abishai và Asael. Và Asael chạy lẹ làng như một con hoàng dương rừng, người đuổi theo Abner không xê khỏi người hoặc về bên hữu hay về bên tả. Chương 19 câu 13, cũng hãy nói cùng Amase rằng, ngươi há chẳng phải là cốt nhục ta sao? Cái chữ cốt nhục này có nghĩa là cùng xương của xương tôi và thịt của thịt tôi đấy, giống như Adam nói về Eva đấy. Nếu ngươi không làm tổng binh thế cho Joab hằng ở trước mặt ta thì nguyện Đức Chúa Trời phạt ta cách nặng nề. Và trong 2 Samuel chương 17 câu 25 thì nói rằng Absalom đã lập Amasa làm quan tổng binh thế cho Joab, và Amasa là con trai của một người Israel tên là Kitra, xưa đã nở cùng Abikain, là con gái của Nahash, chị của Serusa, mẹ của Joab. Tức là Amasa đấy là con trai của một người Israel tên là Kitra, tức là Kitra này ấy, là chồng của Abigail, mà Abigail là chị của David, và là con gái của Nahash, tức là chị của David này là con gái của Nahash, tức là cha của Abigail ấy là Nahash, có nghĩa rằng là người mẹ của Abigail là lấy một người tên là Nahash, và Abigail này là chị của Serusa, mẹ của Joab. Từ cái câu 2 Samuel chương 17 câu 25 này mà suy ra ấy là Abigail và Serusa có người cha khác với David, hay là cái cuộc hôn nhân của mẹ của David ấy, tuy không được nói tên, không biết tên mẹ của David là ai, chương sau chúng ta sẽ quan sát mẹ của David là ai, tên là gì, nhưng mà khi mà lấy cha của David ấy thì đã có hai người con gái này rồi. Nhưng nếu không có đoạn kinh thánh sau này, chúng ta sẽ không biết rằng mẹ của Serusa và Abigail là con riêng của mẹ của David, do mẹ của David sinh ra trong cuộc hôn nhân có lẽ trước đó của bà với Nahash. Vậy thì Serusa là ai? Bạn đã bao giờ tự hỏi Serusa là ai chưa? Chị của David ấy. Serusa được đặt tên, được gọi 26 lần ở trong 25 câu của 4 sách kinh thánh, và có 3 người con trai nổi bật, 3 tướng, Joab, Abishai và Asael trong 2 Samuel chương 2 câu 18. Nhưng bà là ai? Những người con trai là Joab chỉ huy quân đội của David ở trong 2 Samuel chương 8, một sử ký chương 11, chương 18 thường gọi Joab là con trai của Serusa. 2 Samuel chương 2 câu 13, chương 14, 23, một các vua chương 1 câu 7, chương 2 câu 5, một sử ký chương 11, 26, 27. Abishai được xếp vào danh sách 37 người dũng sĩ của David. Ông đứng đầu nhóm thứ hai ba người, mặc dầu ông không lọt vào nhóm ba người đứng đầu của David. 2 Samuel chương 23 câu 18-19 nói rằng Abishai em Joab, con trai của Serusa, làm tướng của ba người dõng sĩ. Người dùng cây giáo mình đánh chết 300 người và có danh tiếng trong ba người dõng sĩ ấy. Trong cả ba, Abishai có danh hơn hết và người làm đầu họ, do vậy người không bằng ba người kia. Abishai đã từng cứu mạng David. 2 Samuel chương 21 câu 15-17, Abishai thường được gọi là Abishai con của Serusa. 1 Samuel chương 26 câu 6, 2 Samuel chương 16 câu 9, 18 câu 2, 19, 21, 23 câu 18, 1 Sử ký chương 18 câu 12. Asen cũng được liệt kê trong số 37 người dũng sĩ của David. 2 Samuel chương 23 câu 24. Thật không may Asen đã bị giết khi còn trẻ bởi Abner, tổng chỉ huy của Israel, trong một cuộc giao tranh giữa các tôi tớ của David và của Ích-bô-sét, con trai của Saul, khi David là vua của Juda, trước khi ông trở thành vua của toàn thể Israel. Nhưng những người con trai của Serusa đã quá báo thù và nhanh chóng giết Abner mà không theo dự định của David, trái ý của David. 2 Samuel chương 3 câu 39 này. Và những kẻ kia là các con trai của Serusa. Mà Serusa này là mẹ nhé. Chúng ta đừng có nhầm đây là cha mà là mẹ, chị của David ấy. Là cường bạo cho ta quá. Nguyện Đức Giê-hô-va báo kẻ làm ác này tùy sự ác của nó. Rồi 2 Samuel chương 16 câu 10, nhưng vua đáp rằng, hỡi các con trai Serusa, ta có can hệ gì với các ngươi? Hãy để Simei rủa sả, ấy là Đức Giê-hô-va đã phán cùng người rằng, hãy rủa sả David. Vậy ai dám nói cùng người rằng, cớ sao ngươi làm như vậy? 2 Samuel chương 19 câu 22. Nhưng David đáp cùng người rằng, hỡi các con trai của Serusa, ta có can hệ chi với các ngươi chăng? Mà ngày nay các ngươi ở với ta khác nào kẻ cưu địch. Trong một ngày như vậy, người ta có thể giết một người trong Israel ư? Ngày nay có lẽ nào ta không hiểu rằng ta là vua của Israel sao? Tại sao ba người tướng lĩnh hùng mạnh này thường được gọi là con trai của Serusa, mà Serusa là chị của David, chị cùng mẹ khác cha? Và tại sao họ trung thành ủng hộ David trong suốt cuộc đời của David? Một sử ký chương 2 câu 16 thì nói là còn Serusa và Abigail là chị em của những người ấy. Serusa có ba con là Abishai, Joab và Asael. Abigail sanh Amasa, cha của Amasa là Jethe, là người Ishmael. Như vậy thì câu trả lời cho câu hỏi này được tìm thấy ở trong gia phả của Juda, dẫn đến David, được ghi ở trong một sử ký chương 2 câu 3 đến câu 12, chương 13 câu 15, câu 16. Nhiều người thấy khó đọc các gia phả ở trong kinh thánh, mắt họ trở nên đờ đẫn, mờ lòa hoặc là bỏ qua chúng hoàn toàn.
Nhưng một số điều thú vị có thể được tìm thấy trong Gia Phả và câu trả lời cho câu hỏi Sê-ru-sa là ai là một trong số đó. David có 7 người anh trai, 1 Samuel chương 16 câu 10 đến câu 11. Isai biểu 7 con trai mình đi qua trước mặt Samuel như vậy. Thì Samuel nói cùng Isai rằng Đức Giê-hô-va chẳng chọn một ai trong chúng đó. Đoạn Samuel nói cùng Isai rằng hết thảy con trai ngươi là đó sao? Isai đáp rằng hãy còn đứa con út, nhưng nó đi chăn chiên. Samuel nói hãy sai gọi nó, chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến. Như vậy đây là có 8 người con trai, Isai có 8 người con trai mà David là út, và hai người chị gái mà chúng ta vừa đọc trong câu 16 trên ấy. Sê-ru-sa là một trong hai chị gái của David, và ba con trai của Sê-ru-sa là Joab, Abishai và Asa-en, là những người này là cháu của David. Người ta kể rất ít về Sê-ru-sa, không có gì được nói về việc bà có mối quan hệ là chị gái cùng mẹ khác cha của David. Tuy nhiên, các con trai của Sê-ru-sa luôn được nhắc đến theo cách gọi mẫu hệ, đó là những con trai của Sê-ru-sa, đó là người mẹ. Trái ngược hoàn toàn với hầu hết các nhân vật kinh thánh khác và những người ở nhiều nền văn hóa khác, đó là theo phụ hệ chứ không phải theo mẫu hệ. Những người được biết đến theo cách gọi phụ hệ là theo cha, là con trai của người cha chứ không phải con trai của người mẹ. Điều này cho thấy rằng bà là một người đặc biệt quan trọng, mặc dù hoàn cảnh cụ thể không được đưa ra. Thế còn Amasa là ai? Khi Absalom cướp lấy vương quyền và tìm cách giết cha mình là David, ông đã phong Amasa làm chỉ huy quân đội Israel. 2 Samuel chương 17 câu 25. Và Amasa là con trai của một người Israel tên là Kitra, xưa đã nở cùng Abikain, là con gái của Nahash, chị của Sê-ru-sa, mẹ của Joab. Mặc dầu Amasa lãnh đạo lực lượng cố gắng giết và lật đổ ông, nhưng sau khi Absalom bị đánh bại, David đã giữ Amasa làm chỉ huy quân đội thay cho Joab. 2 Samuel chương 19 câu 3. Tại sao David lại làm điều này? Và tại sao David gọi Amasa ở trong 2 Samuel chương 19 câu 13 là cốt nhục của mình, nghĩa là nguyên nghĩa là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, tức là có bà con ruột thịt. Hãy nói cùng Amasa rằng ngươi há chẳng phải là cốt nhục ta sao? Câu trả lời cho câu hỏi này cũng được tìm thấy trong một sự ký chương 2 câu 16-17 mà chúng ta vừa đọc ở trên. Amasa là con trai của Abikain và là chị em gái của Sê-ru-sa. Cả hai người này đều là chị của David, nếu như gọi David là út ấy. Vì vậy Amasa cũng là cháu trai của David. Thật không may cho Amasa, con trai của Abikain ấy, thì Joab là con trai của Sê-ru-sa đã giết em họ của mình. Có nghĩa rằng là mẹ của Amasa và Joab ấy, đó là hai chị em ruột. Mà Amasa ấy thì lại bị Joab giết đi. Ba người con trai của Sê-ru-sa là những người dũng cảm, đã chiến đấu anh dũng cho David và đóng vai trò quan trọng trong thành công của ông. Họ trung thành ủng hộ David trong suốt cuộc đời của David, từ giai đoạn David chạy trốn khỏi Saul cho đến 40 năm ông làm vua. Sê-ru-sa, chị gái của David, mẹ của Joab, Abishai và Asa-en. Bà có lẽ không phải là con gái của Isai, mà là con gái của mẹ David, người mẹ mà không biết tên là gì. Do một cuộc hôn nhân trước khi đến với cha của David là Isai, mà có lẽ cái người cha, tức là người chồng trước của mẹ David đó, có lẽ tên là Nahash theo 2 Samuel chương 17 câu 25. Absalom đã lập Amasa làm tổng binh thế cho Joab, và Amasa là con trai của một người Israel tên là Kitra, xưa đã nở cùng Abikain, trong tiếng Việt này nhưng mà đúng ra đó là Abikain, và là con gái của Nahash, tức là Nahash là cha đẻ của Abikain và Sê-ru-sa, và Abikain ấy, chị của Sê-ru-sa, tức là Abikain ấy là chị gái của Sê-ru-sa, và cùng một người cha đó là Nahash, và Sê-ru-sa thì là mẹ của Joab, nếu nói về Gia Phả. Mặc dù Sê-ru-sa được nhắc đến ít nhất 25 lần trong các ghi chép, trong các sách Sa-mên, các vua và sử ký, nhưng mà không có đề cập nào nói đến chồng của bà. Việc Joab và các anh của ông nhiều lần được xác định là con trai của Sê-ru-sa cho thấy rõ ràng bà là một người nổi tiếng. Mặc dầu nhiều lời giải thích đã được đưa ra liên quan đến sự im lặng của Kinh Thánh trong việc xác định chồng của Sê-ru-sa là ai. Ông có thể đã chết trẻ, có thể ông là một người nước ngoài và bà vẫn giữ nguyên danh tính của mình với thị tộc của mình. Ông có thể khá tầm thường và bị che khuất bởi tính cách của bà, hoặc tác giả có thể đã tuân theo phong tục truy tìm quan hệ họ hàng thông qua dòng mẫu hệ đại dòng dõi của người nữ. Sự thật vẫn là bà Sê-ru-sa hẳn đã được nhiều người biết đến và được công nhận là người có uy tín ấy, và đã nhiều lần được xác định là mẹ của Joab, là tướng nổi tiếng của quân đội David. Còn một điều nữa là Nahash có một cái tên có nghĩa là con rắn và có thể liên quan tới bốn nhân vật là người Amon. Tuy nhiên cũng có thể là tên của chỉ một vị vua Amon. Sự đề cập nổi tiếng về Nahash là liên quan đến vua dân Amon. Để chúng ta truy tìm về người chồng trước của mẹ David là ai đấy, thì chúng ta tìm hiểu Nahash là ai. Ông được chú ý nhất đó là liên quan đến vua dân Amon. Đây là các cái khả năng xảy ra nhé.
ông đã đe dọa Israel trước khi Saul làm vua, làm cho dân Israel khiếp sợ. Trên thực tế, nỗi kinh hoàng trước vua Nahash là một trong những lý do khiến cho Israel yêu cầu là xin một vị vua. 1 Samuel chương 12 câu 12. Samuel nói, song thấy Nahash vua dân Ammon đến đánh các ngươi nói cùng ta rằng là không được, phải có một vua cai trị chúng tôi, mà thật Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã là vua các ngươi. Nahash và quân đội của ông tấn công Jabe trong Galaad phía đông Jordan và bao vây thành phố, buộc họ phải xin đầu hàng. Nahash nói với người dân rằng họ có một sự lựa chọn giữa chết bằng gươm hoặc là phải bị móc mắt bên phải. Sử gia Josephus thì nói rằng đây là cái điều mà tàn nhẫn và nó trở thành bình thường đối với Nahash. Trong 1 Samuel chương 11, câu 1 đến câu 11 ấy, nói rằng Nahash cho thành phố 7 ngày để quyết định. Jabe thuộc Galaad đã tìm đến những người còn lại của Israel để xin giúp đỡ. Lời cầu khẩn của họ lan truyền khắp xứ và Saul, một người chăn gia súc vào thời điểm đó, sau khi được sức giàu rồi thì đã đáp lại bằng cách huy động một quân đội đánh bại Nahash, quân Ammon tại Bezek. 1 Samuel chương 11 câu 8. Một lời giải thích đầy đủ hơn cho hành động của Nahash đã được phát hiện, tìm thấy trong cuộn sách Biển Chết. Có một đoạn bổ sung 1 Samuel chương 11 nói rằng Nahash đã chinh phục các vùng đất thuộc bộ tộc Gad và Ruben, khoét mắt phải của tất cả, trừ 7.000 người chạy trốn trong Jabe và Galaad. Lần tiếp theo đề cập đến Nahash, vua của dân Ammon, là cái chết của ông gần vào khoảng thời gian bước vào đầu triều đại của David, 2 Samuel chương 10 câu 1 đến câu 2, nói rằng David đã gửi một thông điệp chia buồn đến người thừa kế của Nahash là Hanun, vì Nahash đã thể hiện lòng tốt đối với David. Mặc dầu bản chất của hành động tử tế này không được đề cập rõ ràng, tương truyền rằng khi David gửi gắm gia đình của mình cho vua Moab, 1 Samuel chương 22 câu 3 đến câu 4 ấy, là khi mà David chạy trốn khỏi Saul thì đến Mithbe trong Moab và nói cùng vua Moab rằng hãy để cho tôi gửi cha mẹ tôi ở đây với vua cho đến khi mà tôi được ổn định, rằng là Chúa sẽ làm cho tôi điều gì. Và David dẫn cha mẹ mình đến trước mặt vua Moab và hai người ở với vua ấy trọn lúc David ở trong đồn. Thì vua Moab đã giết tất cả họ trừ một người anh em. Jerome giải thích rằng đây là tương truyền nhé, không được chép trong Kinh Thánh, nhưng mà tương truyền rằng là cha mẹ của David bị giết. Jerome giải thích rằng thiện chí giữa vua Ammon và David dựa đến kẻ thù chung của họ là Saul. Tuy nhiên, Josephus đã viết rằng vua Nahash qua đời sau khi Saul đánh bại quân người Ammon. Điều này sẽ khiến David thương tiếc một Nahash khác, nhưng mà không rõ là Josephus là sống 9 năm sau sự kiện này thì lấy thông tin này từ đâu. Một người Nahash nữa, có thể là cha của Zobi, người Ammon, đã cung cấp thức ăn cho David ở trong chuyến chạy trốn khỏi Absalom, 2 Samuel chương 17 câu 27-29. Ở trong câu 27 chép rằng David đã đến Mahanaim, thì Zobi con trai Nahash quê ở Rabba, là thành của dân Ammon, với Maki con trai của Amien ở thành Lodeba và Barzillai người Galaad ở thành Rokelim, đều đem cho David và cho cả dân theo người. Một học giả cho rằng Zobi chỉ đơn thuần là một thành viên trong hoàng gia của vua Ammon, người mà David đã tha khi chiếm được Rabba, thủ đô của Ammon, trong một sự ký chương 20 câu 1 đến câu 3. Do đó Nahash này không phải là vua của Ammon. Tuy nhiên, có thể Zobi là con trai của cùng một vị vua Nahash của 1 Samuel chương 11 và 2 Samuel chương 12, người đã đối xử tốt với David và Zobi đã đáp lại ân huệ đó. Cái tên Nahash cũng được nhắc đến một lần ở trong 2 Samuel chương 17 câu 25 mà chúng ta vừa đọc bên trên ấy, là Absalom đã lập Amasa làm tổng binh thế cho Joab, và Amasa là con trai của một người Israel tên là Kitra, xưa đã nở cùng Abikanh. Abikanh là chị gái của David, Abikain ấy, còn gọi là Abikain, là người chị gái của David, là con gái của Nahash. Sử ký thứ nhất chương 2 câu 16 liệt kê Abikain và Serusa là em gái của David. Vì vậy có 3 khả năng tồn tại trong một câu này, là Nahash là một tên khác của Isai, cha của David. Đó là cũng có ý kiến cho là như vậy, nhưng mà không có một sự hỗ trợ nào. Nahash là vợ của Isai, cái này cũng không có một sự hỗ trợ nào. Nahash là người chồng đầu tiên của vợ của Isai. Vì vậy Abikain và Serusa là chị em kế, tức là người cùng mẹ khác cha của David. Các học giả xác định Nahash này với vua của người Ammon và nói rằng là cha của Abikin bởi một người vợ hoặc người vợ lẽ, người sau này kết hôn với Isai. Những người khác cho rằng việc đề cập đến Nahash là một lỗi trong phiên âm và cái tên này hoàn toàn không thuộc về trong Kinh Thánh. Nếu như Nahash, người Ammon là cùng một người trong mỗi câu này thì dẫu sao ấy thì Nahash cũng đã có tác động lớn đến chế độ quân chủ và người dân Israel. Nếu việc đề cập đến cái tên ám chỉ 3 hoặc 4 cá nhân riêng biệt ấy, thì tác động của những người này cũng lớn không kém.